Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi. Và hôm nay đó bạn, các bạn thấy gọi là xung quanh mình like không? Đó chính là tất cả các thành viên của Hero Team nha. Thiếu mỗi Mimi với lại là Siro thôi các bạn ơi. Lý do vì sao thì chắc là mấy bạn coi trong tập trước thì chắc mấy bạn cũng biết rồi. Mimi thì hiện tại bọn mình vẫn chưa kiếm được Mimi. Còn Siro thì hôm qua bọn mình đã lỡ tay quýnh Siro văng lên trên mặt trăng luôn rồi. Cho nên là hôm nay bọn mình quyết định là bọn mình sẽ dùng tên lửa bay lên trên mặt trăng để giải cứu Siro, tìm lại Siro về với Hero Team cho mọi người nha. Hey, không biết bao giờ Hero Team mới đủ 8 người đây. Được rồi, ok. Bây giờ anh em đã sẵn sàng đi cùng tôi lên trên mặt trăng chưa nào? Sẵn sàng rồi đúng không? Ok, thì Kaidon, vũ khí của Kaidon là gì nè? Đây, vũ khí của tôi ấy, chính là cái cây cuốc sắt này nè. Đó, tôi cầm cái cây cuốc sắt này là không nào dám lại gần được luôn. Thì chắc mấy bạn xem video thì chắc mấy bạn cũng biết rằng là Hero Team bọn mình hiện tại á là chỉ có mỗi một mình nè, anh Dịch nè, với lại là Sammy là còn biết hành siêu nhân được thôi. Còn mèo Simmy nè, Kaidon với lại là Kamui á thì hiện tại là không biết hành siêu nhân được nha các bạn nha. Cho nên là Kaidon phải sử dụng đến vũ khí bình thường, đó chính là cái bồ cào đó. Hả? Cái bồ cào này sao giống của ông chú bắt giới vậy? Đúng rồi, cái này là của ông chú bắt giới anh. Ê mà ông chú bắt giới đó anh. Ê vậy là Kaidon là chú bắt giới hả? Cái khi nào mà Kaidon biến thành siêu nhân thành siêu nhân heo không? Ờ đúng rồi, siêu nhân heo. Người ta giảm cân rồi nha bạn, người ta giảm cân rồi nha bạn. Còn anh Dịch, vũ khí anh Dịch là gì nè? Trời ơi, vũ khí anh cây búa huyền thoại, to đùng luôn, to cây búa huyền thoại luôn. Ê mỗi lần mà ông Dịch ông lấy cái cây búa là cây búa nó che cái đầu ông lại luôn á mọi người, không thấy cái mặt ông. Che luôn cái đầu anh, không thấy cái mặt luôn rồi. Ok, còn Sammy vũ khí của Sam đâu nào? Sáu nào. Đúng rồi, mấy bạn ơi, chắc mấy bạn cũng nhớ cây súng sáu nòng huyền thoại này đúng không? Đây chính là cây súng mà mỗi lần mà mình mà quậy phá trong mini world là Sam sẽ dùng nó để đánh mình đó bạn. Bây giờ Sam sẽ dùng nó để đánh quái vật nha. Ok, mày quá, không thôi bị ba đánh là chết luôn. Ok, còn Kamui nè, thì Kamui sử dụng vũ khí gì nào? Xin hiểu bạn, đây chính là một cái máy khoan nha. Tại vì là Kamui cũng chưa biết hành siêu nhân được, cho nên là phải sử dụng vũ khí bình thường thôi bạn ơi. Ok, ủa mà hôm nay hình như là Kamui bị bệnh hay gì mà Kamui không nói chuyện được nè mọi người. Với lại nhìn cái mặt Kamui nhìn kiểu bị bệnh nè. Ôi nhìn buồn quá vậy Kamui, sao vậy Kamui nhìn buồn vậy? Mọi người ơi, mọi người thông cảm nha. Hôm nay thì chị Kamui đã bị bệnh nè mọi người ạ. Cho nên là Kamui không thể nào mà gọi là nói được. Với lại các bạn coi nè, nhìn cái khuôn mặt của chị Kamui nè. Đó, cái mặt nhìn thôi là biết bị bệnh rồi. Ok, tội nghiệp Kamui đó các bạn ơi. Cho nên các bạn nhớ cơ mình là chị Kamui hãy khỏi bệnh, để gọi là chúc chị Kamui khỏi bệnh nha. Chứ giờ Kamui bị bệnh không nói được bạn ơi. Đây, còn Simmy thì dùng vũ khí là gì nè? Đây là lưỡi cưa nè, cha cha cha. Lưỡi cưa đúng không? À, trời ơi, con gái gọi là ta. Simmy là một người rất là hiền ở trong tim mà cầm cái lưỡi cưa nhìn có vẻ hung dữ quá bạn ơi. Cay. Ghê bạn ơi. Tôi nói ông nghe nè, ông làm sao làm, đừng để Sim giận nha. Giờ Sim đang cầm lưỡi cưa đó. Sim mà giận hai Sim chẻ đầu ông ra làm đôi luôn á, hiểu không? Em mình nãy giờ mình để ý nha, nãy giờ mình để ý là vũ khí của ai tính ra là cùi hay là xịn gì cũng xịn hơn của mình bạn. Ủa sao nhìn phèn quá ta. Vũ khí của bạn là vợ nhất. À không, vũ khí của bạn là vũ khí của Chu Bát Giới. Trời ơi, mạnh thế còn đâu gì nữa. Vũ khí của mình nhìn phèn nhất luôn á. Phèn gì mà phèn. Ok rồi, ở đây đằng sau lưng của mình á thì còn chuẩn bị thêm mấy cái tên lửa nữa bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên mặt trăng để tìm lại Siro nha các bạn nha. Không thể nào mà để cho Siro lạc mất được. Ok, bây giờ tôi sẽ lắp gọi là nhiên liệu vô nè. Nhiên liệu, trời ơi, bị leo lưỡi. Ok, lắp vô. Lắp vô nè, từ từ thấy bay nha mọi người. Lắp vô nè. Rồi ok. Wow. Tất cả cùng lên nào. Ok, tôi lên tên lửa nè. Cay vô cay ơi. Rồi. Ok, anh em chúng ta đã vào trong tên lửa hết rồi. Đây mọi người nhìn nè. Đó, mỗi người một cái tên lửa nha. Mọi người đã sẵn sàng đi cùng tôi lên trên mặt trăng để giải cứu Siro chưa nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi, biệt đội siêu anh hùng Hero Team xuất phát. Hey, bay lên này nè các bạn ơi. Trời ơi, cao quá trời cao luôn. Đi thế nào anh em ơi? Let's go. Ôi trời ơi mọi người, chúng ta đến mặt trăng rồi nè. Wow, đến mặt trăng rồi nè mọi người ơi. Trời ơi, to quá, mọi người nhìn nè, to là to luôn. Ôi, mặt trăng giờ VIP dữ rồi. Mặt trăng giờ bây giờ nó có cái trạm không gian rồi Phong ơi, không giống như ngày xưa anh em mình ở chỗ cái tròi đâu. Đúng rồi, bây giờ là nó có mấy cái trạm không gian rồi luôn nè. Ủa mà cái trạm này là để làm gì mọi người, có cái thùng gì nè. Ủa đây thùng gì à?
Ông đây là em có xem, ngày xưa em có xem Marvel, em có xem mà có một cái cỗ máy lượng tử có thể dịch chuyển á. Ồ, máy dịch chuyển hả? Hay vậy, đâu đâu em đem thử coi, đem thử coi. Bây giờ ủa mang tự nó không có năng lượng anh ơi, cái này chắc phải cần năng lượng nè. Ui đúng rồi, cái này phải cần năng lượng cơ. Wow, bên này nè có cái máy gì đẹp quá này, nó quay vòng tròn nè, đẹp dữ. Ok thôi được rồi, bây giờ chúng ta không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau đi giải cứu Siro hay nào mọi người ơi. Tiến lên nào mọi người ơi, chúng ta cùng nhau đi giải cứu Siro nào. Ủa mà khoan tự khoan mọi người tự nhiên đi một hồi rồi tôi mới sực nhớ ra cái này nè mọi người ơi. Mọi gì người gì vậy? Ủa quên gì hả? Tính ra là mọi người kêu là mọi người đi giải cứu Siro đúng không? Đúng rồi. Vậy mọi người biết Siro đang ở đâu không? Biết đâu, anh tính ra mình không biết gì luôn trời. Ơi tính ra bọn mình Siro đừng mua quạt với chị Hằng á. Trời ơi, tính ra bọn mình không biết ông Siro đang ở đâu mà bây giờ bọn mình đi kiếm như đúng rồi vậy trời. Tào lao rồi, bây giờ biết Siro ở đâu giờ. Ôi, nhưng mà khoan, hình như là ở trên mặt trăng là em đang bị đói bụng mọi người ơi, chết rồi. Em cũng may là em cũng mang theo ít đồ ăn nè, đây để em lấy đồ ăn cho mọi người. Đây đây là hai chị em Sim Sam chia nhau ra đây nè, dịch nè, ăn chuối đi. Rồi nè, cá mui nè, cái này là của Kai nè. Đó, chia trời ơi, okay, anh Kiều không nha. Ôi, ui, trời ơi, may mà tôi có mang đồ ăn á nha, không thôi là mấy người gọi là đói trên này. Xin cho miếng Sim ơi, đói quá. Ok, rồi. Không, cho nhiều quá, cho anh 5 trái chuối. Trời ơi, anh ăn lần 5 trái chuối rồi nữa, ăn chuối là có 6 muối nha anh. Ok, mà khoan từ, hình như em mới thấy gì đó, đâu xem lại coi. Ui, trời ơi, tôi quên mất có cái này mà tôi quên mất, tôi không cho mọi người. Trời ơi, mọi người, đây đây, mọi người nhìn thấy trên tay tôi cái gì không? Ủa gì đây? Đây, xin giới thiệu mọi người, đây chính là trứng của những con động vật. Tôi có đem nó theo mà tôi quên mất. Mọi người biết để làm gì không? Đây mọi người xem nha, cái hẹn giờ tôi sẽ đặt con heo nè. Đó. Giờ tôi sẽ cưỡi con heo để tôi đi kiếm Siro cho nó dễ, khỏi lo bị gọi là mệt, hiểu không? Hợp lý. Wow. Hợp lý lắm đúng không? Ok rồi, bây giờ là tôi một con heo nè, Sammy một con nè. Ok rồi, bây giờ Kyron với Simmy mỗi người cưỡi một con kiều đi. Ok, dịch ha. Dịch cưỡi con gà, dịch. Đó. Okay. Rồi, còn cá mui thôi. Cá mui cưỡi con bò đi cá mui. Rồi ok. Bây giờ anh em chúng ta cưỡi mấy con vật này, chúng ta cùng nhau đi đến tìm Siro nha. Con heo này nó cái mũi thính lắm mọi người, để tôi nhờ con heo nó hửi mùi. Ê heo ơi, mày có thể nào giúp tao tìm được Siro không? Ai mà biết được. Mày sao nhìn cái mặt nó biến thái quá mọi người. Thôi được rồi, cởi đi. Mày hãy dùng cái lỗ mũi của mày để mày giúp tao tìm được Siro nha. Tao hy vọng là mày giống như là mấy con cuốn á, mấy con cuốn nó có thể đánh hơi được á, tao hy vọng là mày có thể đánh hơi được. Ok, yên tâm đi, tí nữa có gì tao kêu Kyron cho mày cái bộ cào của Chu Bát Giới. Mày là fan hâm mộ của Chu Bát Giới đúng không? Ok rồi, đi. Nhìn mặt nó bất lực quá, nhìn mặt nó bất lực quá trời. Nhìn mặt nó biến thái gì đâu luôn trời. Ok anh em ơi, cùng nhau đi kiếm Siro nào. Let's go. Ui ui mọi người ơi, tôi thấy có cái gì ở đằng trước mặt mình kìa mọi người ơi. Ui, một cái đầu. Cái gì? Một cái đầu của một con vịt. Trời ơi, chẳng lẽ là ở trên mặt trăng là có quái vật vịt khổng lồ hả ta? Sao có nguyên của con vịt ta đụng bên kia kìa. Một khoan, nhìn hơi quen. Nhìn quen người ta. Quen sao? Dữ vậy ạ. Ủa khoan, vịt ơi, có khi nào cái này là cái nhà mà ngày xưa vịt đã từng xây ở trên mặt trăng không vịt? Rồi, nhà này hồi bữa anh phóng phi thuyền lên mặt trăng, anh xây thử thách xây nhà an toàn trên mặt trăng đó. À, vịt xây nhà an toàn trên mặt trăng à? Hàng gì là có ngôi nhà hình con vịt nè. Ui ui ui, có khi nào là Siro sau khi bị đánh văng lên mặt trăng xong rồi Siro quyết định gọi là vô trong mấy cái nhà này, Siro núp ở trong nhà ở trong nhà cho an toàn không ta? Ừ cũng hợp lý. Mọi người chia nhau ra tìm, nhiều khi ông Rô ổng đang ở trong mấy cái nhà này đó. Ok để tôi vô okay, cái nhà. Ok chia ra tìm đâu? Tôi xem thử anh. Ok đặt ra nè. Rồi. Cái gì mà đập nhà đây? Ủa Rô rồi, chết rồi vậy ơi, Rô không có trong đây vậy ơi. Không có đâu, rồi qua bên kia coi. Rô ở đâu giờ? Rồi, mấy cái máy này được nè, đem mấy cái máy này về bán phế liệu, bán cho mấy bà dây chai cũng được. Lên bây giờ bán bà dây chai chi vậy ông nội? Trời ơi, nghèo mà nghèo, có gì kiếm được tiền thì mua thôi. Đi vòng vòng đó kiếm đi mọi người. Nhiều khi là Siro ở quanh đây mà một mình không biết á. Đây đây nè, trên này dầu rồi Phong ơi. Hả, gì anh? À, qua đây dầu lắm, qua đây lụm về bán dây chai bao dầu. Nè, lên. Ủa gì, có gì? Lụm bên kia. Ui, trời ơi, quá trời đồ luôn. Wow, mình lên đây mình tìm Siro, hay là mình lên đây mình đi bán ve chai mọi người? Ha, tính ra mình lên đây để mình tìm Siro chứ phải mình lên đây để mình đi nhặt ve chai cho ta. Tôi quên luôn á. Thôi đi vòng đây kiếm đi mọi người ơi. Khoan từ, cái nhà này nha, tôi nhìn nè, tôi chắc chắn cái nhà này chỉ có thể là Kyron xây thôi không coi. Ủa đâu có, là bị cấm của bạn, mình đâu có tham gia thử thách cái dịch đâu. Ủa vậy hả? Chắc là có, đây là nhà Kyron xây á. Sao nhà tôi nhìn giống nhà Kyron á? Cái sừng là biết rồi. Nhìn thấy đâu. Không phải. Phải. Trong đây không có ai hết trơn á, vậy là cũng không có người trong đây rồi mọi người ơi. Vậy là Siro cuộc đang ở đâu trời?
chắc là phải đi kiếm vòng vòng đây thôi. À mà khoan, mấy bạn có thắc mắc hồi nãy bọn mình cưỡi thú cưỡi xong bây giờ mấy con thú cưỡi đã mất tiêu hết rồi không? Mấy bạn có thắc mắc không? Là do là hồi nãy á, ông dịch ông kêu là ông đói bụng quá, ông thèm đồ ăn cho nên là ông giết hết đồ ăn, giết hết mấy con động vật đó rồi ổng làm thịt rồi các bạn ơi. Trời ơi trời, dịch xanh quá đáng vậy. Dịch quá đáng. Mọi người kêu mọi người đói thì ai thịt thú ở đây ăn chứ anh đâu được miếng nào từ con heo cái bò đâu. Thôi anh này anh tự nhiên không con mấy con động vật để mình cưỡi mà anh làm thịt hết trơn luôn mấy bạn ơi. Bạn có nhớ biết, rồi có biết thịt dưới chân dịch kìa. Trời ơi dịch, dịch là đâu đâu như vậy. À hóa ra là anh dịch giấu thịt ăn một mình nha. Trời mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ qua bên kênh của anh Mr. Dịch nói bạn cơm mình là anh dịch ham ăn để gọi là chọc quê anh dịch nha bạn. Dịch ham ăn gì đâu luôn trời. Thôi mình đi kiếm ông Siro tiếp nè, ở trong đây là không thấy rồi đó. Thôi đi tiếp đi mọi người ơi. Đi ơi, giờ anh đang nơi đâu? Có biết em u sầu nhớ anh từng hôm anh biết không? Gì vậy Pao, trời em hát vậy sao đâu mà sao giọng cao vậy? Trời ơi, tôi hát vậy lỡ đâu Siro nghe được sao? Thôi đi. Không chạy lên cho ông ở lại chi. Ông hát vậy trốn luôn á trời. Rồi. Rồi anh đâu rồi? Rồi đâu rồi? One eternity later. Trời ơi anh Dịch ơi, anh làm gì mà anh đi chậm quá vậy Dịch? Chân nắng có hay gì đi chậm dữ anh. Nhanh lên. Thôi dạo này anh hơi nhiều người hơi mập đi lại hơi khó tôi cảm ấy. Trời ơi Dịch bệnh ở nhà lo mà tập tạ tập gym cho cơ bắp sáu múi đi. Làm siêu nhân kiểu gì mà nguyên cái bụng mỡ vậy, làm sao mà làm siêu nhân được anh? Trời ơi, hey, mấy bạn ơi, mấy bạn có biết vậy không bạn? Hồi nãy á, sau khi mà bọn mình đi một vòng tùm lum la đi kiếm Siro, sau khi đi một vòng xong, mấy bạn biết bọn mình phát hiện gì không? Là cái chỗ mà hồi nãy bọn mình đáp phi thuyền xuống á, là cái chỗ ông Siro ông đang ở luôn nè. À, từ nãy giờ bọn mình đi vòng cho nên là hiểu trễ thời luôn gian rồi. Luôn thiệt luôn á, không hiểu luôn cái chỗ này đó bạn. Mấy bạn thấy cái tháp viền sau lưng mình không? Là cái chỗ mà ông Siro đang bị nhốt á bạn. Mà hồi nãy giờ bọn mình đi vòng, đáng lẽ là hồi nãy mình xuống đây mình đi vô cái tháp là tới rồi, mình cứ đi vòng chi cho tốn thời gian, nãy giờ tốn nửa tiếng đồng hồ rồi. Cay thiệt chứ. Thôi rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi vô trong cái tháp này giải cứu Siro nè mọi người, nhanh lên. Đi nào mọi người, đi thôi. Tôi là tôi cá chắc là ông Siro ổng đang ở trong cái tháp này để ổng gọi là ổng đang gọi là múa quạt với chú cụi với chị Hằng này, tôi chắc luôn. Ok vô coi coi. Cái gì của ổng qua khoài vậy? Ôi trời. Trời ơi, cái cửa bằng kim cương. Dầu ơi, mọi người ơi, đào. Đào. Vô đây, đào kim cương. Đào, trời ơi. Kiếm Siro mà, sao cứ lấy kim cương lập chơi. Cứu người trước đi không, cứu người trước một tí nữa lấy sau. Quên, chúng ta đang đi cứu Siro mà tự nhiên chúng ta đi lấy kim cương làm gì. Thôi, đi lên lại. Cai ơi, chúng ta giàu rồi, Cai ơi, ở đây là nguyên một cái bãi kim cương luôn nè. Được luôn Phong ơi, được luôn. Ê, mà có mấy con gì kìa Phong ơi, có. Ủa? Mấy con gì kìa. Đâu con gì? Ủa, sao trời... kim cương trên mặt trăng có là tay. Ủa này, con này con gì vậy? Con này là con gì vậy? Ui, ây da, trời nó bị quýnh rồi ba, Ôi, con này, yêu quái. Con này là yêu quái mọi người, quýnh nó. Mày. Ui, trời, anh em tập trung quýnh nó. Ôi, nó mạnh đi vậy. Ui rồi. Mọi người ơi, thì ra mình hiểu rồi. Mấy con này là mấy con bù nhìn ma mọi người ơi, nó đang đứng im đó, nó chờ mình lại gần xong đánh bọn mình á. Tấn công vào nó đi em. Tuyệt chiêu chu bát giới. Này tôi ơi, khoan từ, quên mất. Tại sao anh em chúng ta không biết hành siêu nhân để quýnh cho nhanh dịch đúng không? Ngoài tôi lấy cầm búa rồi đừng đấm không mẹ. Chạy ra ngoài lại biết hành siêu nhân dịch đây. Ra đây. Siêu nhân nhanh lên mọi người, nhanh lên. Dịch ơi, ra đây. Sam ơi, ra đây, biết hành siêu nhân để quýnh cho vậy. Nó chặn cửa nè. Chạy ra đi, ráng chạy ra đi Sam ơi. Ủa rồi xong rồi. Chết rồi, Sammy này bị chặn mày ơi. Ra đây, đúng rồi. Rồi ra đây. Rồi, xuyên tứ trụ tập hợp. Mấy con bù nhịn chạy tới mọi người. Chạy. Mình vừa chạy vừa biến hình luôn. Siêu nhân tứ trụ biến hình, không cần giới thiệu. Ha! Ok các bạn ơi, mình đã biến thành siêu nhân có bộ giáp siêu sức mạnh này các bạn. Bây giờ mình không sợ mấy con quái này đâu. Có giỏi thì nhào vô đây. Tính ra tôi chưa kịp quýnh nó luôn á, hai người quýnh nó luôn rồi. Để tôi thể hiện tí coi cho các bạn. Dễ dàng lâu quá. Biến vô đây để thể hiện đi Phong ơi. Đây để tôi thể hiện cho các bạn xem nè, mọi người tránh ra. À, đó, tôi chém một phát mà nó văng lên trời luôn. Không cho tụi mày xuống luôn. Lại đây. Lại đây. Đó, rồi chết veo hết trơn rồi mọi người ơi. Còn có mấy con này để tôi. Mọi người tránh ra để tôi. Chết mày à. Cái gì vậy? Ê cài, tính ra tôi kêu ông tránh ra mà ông lại gần tôi làm gì? Tránh xa tôi ra. Ui, bọn nó đang thừa sức, bọn nó đang gọi là thừa cơ hội tấn công mình kìa. Tấn công tao hả mày? Rồi, một con, còn con cuối cùng đúng không? Mày này. Phạm ơi, sao lưng ông con nguyên con gì vậy? Sao lưng. Ui kìa. Hay quá. Ở đâu ra nguyên con nhện vậy? Mày thì quái vật này.
Này thì quái vật nè. Ơi tính ra anh em biết hành siêu nhân sao anh em đứng đó anh em nhìn tôi quýnh hả? Vô phụ tôi coi. Trời ơi, bây giờ vô quýnh hết Phong là cái gì mà thể hiện nữa. Phong anh em em cổ vũ tôi cố lên Phong ơi. Trời ơi. Vô phụ tôi nè mấy ông xàm quá, vô đây phụ tôi nè. Ôi nó quýnh tôi nãy giờ nè. Mày chịu chung mặt chứ. Chết quay hết rồi nè. Ủa mà quýnh nó không được gì hả? Mấy con này quái vật mà quýnh nó không có rơi gì hết trơn á, nhưng mà có một thứ mà chúng ta không cần rơi nè, đó chính là kim cương. Tí nữa mình quýnh xong mình ra mình đào kim cương. Ui tính ra nguyên cái sàn này là kim cương này. Ừ đúng rồi. Trời ơi nãy giờ xem đấy dịch cầm cùng kim cương gì vậy? Ở nay anh đập cái con kia thế là nó rớt hả? À? Vậy là có quái vật rơi kim cương hả? Xịn vậy. Ok giờ mình ra lên tầng 2 nào mọi người ơi. Ôi, tầng 2 rồi. Ui tầng 2 là mấy con nhện mấy bạn ơi. Wow. Wow trời ơi nhện quá trời luôn kìa. Trời ơi ở tầng 2 là mấy con nhện. Ui nó đang bò lại gần tôi rồi cái ơi. Chắc chắn là nó đang muốn ăn thịt tôi rồi. Tụi mày đừng thấy tao đẹp trai vậy. Muốn ăn thịt tao ăn thịt cay đi. À không chắc cái gì dai dở quá. Chắc nó nhìn cay không đẹp trai nhìn thấy nó không ngon á. Ok quýnh đi nha mọi người. Mày nhện hả? Nhện hả? Quýnh tụi mày nè. Tụi mày cắn nó đi con cắn đi. Bộ giáp siêu nhân của tao khỏe lắm. Không bao giờ tao chết được đâu. Ha ha. Quýnh đi. Dễ gì giết được tao. Giết nè. Ủa siêu nhân quýnh tao nhìn đâu rồi. Siêu nhân quýnh tao nhìn. Anh này anh thấy mọi người lên. Anh lên theo rồi. Anh lên phát lên đỉnh rồi. Trời ơi trời, anh chạy xuống đây đi lên tầng 2 thôi chứ lên tuốt trên đỉnh làm gì bà nội. Ok. Ủa, anh lên đỉnh anh đi qua một nhiều tầng lắm Phong, anh gặp nhiều người đẹp trai lắm, em tìm lên biết à. Ôi thôi mệt, anh cũng lo giếm mấy con quái vật đi nè. Mày nhện. Cái gì? Giờ là có con nhện, tôi không thấy con nhện đâu. Ơi tính ra ông dịch sợ nhện. Siêu nhân sợ nhện. Ấy da, rồi xong, tôi chết queo luôn rồi mọi người ơi. Tính ra ông dịch là ổng là sợ người, ổng sợ nhện lắm luôn á. Sammy cũng sợ nhện mà Sammy còn dám đánh, còn ông dịch không dám đánh bạn ạ. Này thì nhện. Anh yêu đuối. Hay, ok bạn ơi, giết xong tầng 2 rồi. Chúng ta cùng nhau lên tầng 3 nào. Ôi, tầng 3 không phải là nhện mọi người ơi, tầng 3 là con gì mà nó đang thui thùi lùi nè mọi người ơi. Ủa, con này là con gì mà nhìn thấy ghê quá vậy? Từ từ để mình lại ra mình xem coi. Ôi, cái đầu lâu gì phải? Đầu lâu sao á? Quách do lem. Ôi trời ơi mọi người ơi, trên đây con gì nó có cái đầu lâu mà nhìn nó ghê quá, nhìn cái mặt nó là mọi người. Ôi, nhìn mặt nó ghê quá trời, nhìn cái mặt nó ghê luôn á trời. Ôi anh em phụ tôi đi. Cái mặt nó rung cái khu do quá. Trời ơi, cái gì khu do. Tôi nhìn cái khuôn mặt nó y hệt như cây ron luôn bạn ơi, chắc chắn là anh em xin đôi với cây ron rồi. Trời ơi trời. Okay. Chắc chắn không thể nào nhầm được, chắc chắn là anh em xin đôi cây ron rồi. Để trời. Tôi này thì có quái vật nè, quái vật xinh đẹp ta còn tha. Quái vật xấu cái này ta giết hết. Những người anh em xin lỗi, tôi hay đổi. Đổi gì? Làm gì tôi có ai cho tôi rồi cùng thuyền được không mấy người anh em. Tôi ở đây tôi thấy tôi buồn quá. Thôi cây đòn đây. Coi chim của thầy Lộc phù hồ nhiều quá nè. Cây đòn bị cà lâm rồi bạn ơi. Thôi lo tập trung quýnh quái vật đi mọi người. Tôi quýnh đau quá mà. Nó quýnh tôi chết mấy lần luôn. À nó quýnh đau quá, đi xin lỗi đi cái. Mày quái vật đi. Trời ơi mấy con này mà nó đông mà nó khỏe nữa bạn ơi, mà nó còn xấu nữa chứ. Nó xấu hơn cây đòn luôn. Là có mỗi cái Phong là uốn lộn được với nó hay sao, đuối nó không thấm luôn không? Trời ơi, tính ra mọi người yếu á mọi người, tính ra có mỗi mình em quýnh nãy giờ á. Rồi lên tầng tiếp theo nào. Tính rồi, giờ tôi cũng quánh với bộ. Rồi lên tầng tiếp theo, để coi trên tầng tiếp theo là con gì đây. Tầng tiếp theo là nó có mấy con robot hay là con gì nè mọi người ơi, mà nó nhìn mà nó kinh dị quá, nó có cái hàm răng nhìn ghê quá. Trời ơi, nghe tay quá kìa. Trời ơi, nhìn tay kiểu mỗi. Nó bà kìa. Ơi vậy ơi, con này. Cái này mình lên mỗi level là quái vật nó càng mạnh hay sao bạn ơi. Con này hình như là nó đang múa quạt nè mọi người, nó xoay cái tay nó kìa, quýnh nó đem. Mày biết múa quạt hả mày? Quái vật múa nhạc. Múa quạt mày, mày múa quạt nè. Trời ơi, mấy con này nó cao to bạn ơi. Ôi, ở bên đây đó, còn mấy con nữa. Đánh nó mới được một con này, mọi người tụ lại đánh một con đi nó dễ hơn á. Thôi, mọi người tập trung quýnh một con đi, để một mình em gọi là xử hai con bên đây cho. Gì chứ hai con này dễ. Mày hả mày? Ngon mày lên trên đây. Mày sử dụng tiền chiêu cho mấy chơi. Này. Chết nè, mày thấy không, mình mạnh đến nỗi mình chém mấy con quái vật nó dính trên tường luôn, nó không rơi xuống được luôn nữa bạn ơi. Mày gì ghê em ơi. Mày ôi, chết queo luôn, tôi quá mạnh mà, trong team này là siêu nhân tứ trụ rồi, tôi là mạnh nhất rồi, làm sao mà có ai mạnh lại tôi được. Ok, tầng tiếp theo nào mọi người. Hey. Ủa, người tiếp theo là con gì đây? Gì đây? Mọi người, ở trên tầng tiếp theo là có một cái con gì màu trắng trắng đó mọi người. Ui, ở trên ném gì vậy? Khoan, cái cục này là cục gì vậy? Ôi, oh my god. Trời ơi, nó quăng lựu đạn mọi người ơi, mà cái cây kiếm của nó có thể, cái cây kiếm nó có thể quăng ra được lựu đạn kìa, tức quá mà, mày dám quýnh tao mày. Quýnh tao. Đánh bạn à. Ây da. Chết rồi. Trời ơi, nó quăng làm ngất luôn á. Trời ơi, nó quăng lựu đạn em một viên thôi là em chết rồi mọi người ơi. Mọi người tránh ra, đem em chém nó dám chơi luôn. Con này mạnh lắm nha, con này mạnh lắm á. Mày, ok, ủa chết chưa, hình như chết rồi đúng không?
Ủa, nó lên cái lỗ kia rồi. Chết rồi, chết rồi. Nó lém, anh lùng luôn cái tháp luôn rồi nè, Phong ơi. Trời ơi, con này nó khỏe nữa mà nó quăng lựu đạn mà gọi là nổ luôn cái tháp luôn bạn ơi. Mà sao từ nãy giờ chưa thấy ông Siro đâu hết vậy mọi người? Ủa? Ai biết? Thôi, thôi rồi, bây giờ chúng ta lên tầng... Ủa cái gì vậy? Trời ơi, đâu ra quả bom nó vậy? Ở đâu ra thêm một quả lựu đạn vậy? Tự nhiên tôi đạp vô cái tôi nổ cho quê hương. Trời ơi. Rồi, để mình lên tầng tiếp theo nè. Ủa gì vậy Sam? Trời ơi, trên này có cái yêu quái đáng sợ lắm, nắc nạt tôi nè. Trời ơi, nhắc lắm ông ơi, quái gì? Yêu quái hả? Đáng sợ lắm. Con yêu quái này mà dám bắt nạt Sammy của tao hả? Đâu, con nào? Con nào đâu? Ê, đó, con này nè, đó. Đáng sợ quá trời luôn. Hả, con nào? Ê, con quái vật này là quái vật gì ơi ơi? Ủa? Ủa khoan, con quái vật này nhìn nó quen quen nha mọi người nha. Hình như là con quái vật này tôi thấy nhiều ở trên mạng lắm hay sao mọi người ơi. Hình như có bộ phim làm về nó luôn phải không mọi người? Ôi, con quái vật cậu già á. Ủa, sao tự nhiên? Ủa? Chẳng lẽ con này là con boss hả mọi người? Ủa mà sao con boss là cậu vàng? Nhìn nó đáng sợ quá, không nhìn nó đáng sợ. Nhìn nó đáng sợ quá mọi người ơi, con boss này đúng đáng sợ luôn á trời. Cậu ơi Phong, nhìn kìa. Con cái gì trong chuồng kìa? Ủa đâu đâu, để em vô coi coi. Trời ơi. Siro. Siro. Ủa Siro nè. Siro nè mọi người ơi. Trời ơi, con quái vật cậu vàng này. Mình hiểu rồi mọi người ơi, quái vật cậu vàng nó bị nhốt trong chuồng, xong nó bắt Siro này, xong nó nhốt Siro vô trong chuồng thay nó luôn mọi người. Con cậu vàng này láo thiệt chứ. Thì ra quái vật Siro nhầm quái vật cậu vàng chính là kẻ đứng sau tất cả. Đúng vậy, quái vật cậu vàng chính là con boss mạnh nhất ở trên mặt trăng. Tính ra là con boss mạnh nhất trên mặt trăng mà nhìn cái mặt nó dễ thương quá, mình không nỡ đánh luôn các bạn. Nhưng mà để tôi, chắc là nó sẽ mạnh lắm đây mọi người. Nếu như mà lỡ tôi chiến đấu với nó mà tôi có gặp nguy hiểm liên quan đến tính mạng của tôi thì mọi người cũng đừng buồn, bởi vì tôi sẽ hy sinh tôi để bảo vệ Hero Team. Mọi người tránh ra để tôi. Về uống cà phê đi em ơi. Cậu vàng bay. Ủa sao cậu vàng bay cao quá cậu vàng? Cậu vàng bay lên như kiểu mặt trăng vậy. Ủa sao mà nó rơi xuống trong cái mặt vậy? Mày rơi xuống trong mặt trăng vậy? Ủa. À cậu vàng té xuống nhìn nó đẹp quá trời đất. Cậu vàng nè. Ủa mà khoan sao cậu vàng giống giống đang ngồi chơi thả đèn lồng vậy Phong? Ủa sao từ nãy giờ em quýnh cậu vàng nhiều lắm mà cậu vàng không quýnh em lại cái nào á mọi người? Ủa kỳ vậy? Sao chùm cuối gì phèn vậy? Ủa sao tham rớt người đó rồi uống. Ủa sao nó rơi xuống dưới rồi? Ủa sao? Trời ơi. Rồi sao nó chết rồi. Ủa khoan, từ hình như có gì sai sai mọi người ơi. Sao con boss mạnh nhất mà sao nhìn nó yếu xìu ta? Mình chém nó có hai cái thôi là chết queo rồi. Ủa chuyện gì xảy ra vậy? Ôi trời ơi. Bởi vì cái reward của Phong nó mạnh là có năng lực hất tung, là mấy con dưới nó còn có nóc trần nó tránh, chứ con này lấy thì nó tránh thì nó chẳng bay cao đâu chết. Đúng rồi. Ừ ha, mà khoan từ thôi, tập trung gọi là giải cứu Siro mọi người ơi. May quá vậy là kiếm được thêm Siro rồi. Ôi đập ra. Ok bạn ơi, vậy là trong tập này thôi kệ ông Siro cho ông nằm đây đi, tí nữa mình khinh ổng về sau mọi người ạ. Ok mọi người ơi, vậy là trong tập này Hero Team bọn mình đã kiếm được thêm Siro nữa. Vậy là bọn mình đã có 7 người rồi mọi người ơi. Wow, có 7 người rồi nha. Và biệt đội siêu nhân cũng đã tập trung cũng gần đủ rồi, chỉ còn thiếu Mimi nữa thôi. Là lúc đó sẽ đủ 8 người, thì chắc chắn là bọn mình có thể tiêu diệt hết tất cả quái vật để bảo vệ xây dựng lại làng Hero Team trong Miniworld nha mọi người.